ai đi nết đi nào nó biết, hồi xưa đi nào đi con đạp điện con đi ra đỏ thì đi làm cứ đi đạp đi SH đi nào đi nết đi nào nó chất đấy. Xưa nào mình đi con đi ấy ninja đỏ hết điện rong tư vi ship về nhà. Tư vi ship về nhà anh á. Ờ. Cái gì? Hết điện chả phải dắt à? Không biết quên đéo sạc. Hello bà Hạnh. Bà Hạnh đây có bán đắp hàng không? Hết rồi đây. Có còn quả nào không bà? Còn trên cây này. Không cây là vặt được chuột à, rơi nó ăn đấy. Đấy, đẩy đéo ai vặt. Cây này hơi bị ngon đấy nhỉ? Cây này nhãn cuối. Đi vặt của ăn. À, đi. Xong rồi vỏ móng kéo đúng không? Vỏ móng kẹt đúng không? Vỏ dày. Vỏ móng chứ dày thì ăn cái gì? Vỏ cái móng. Cùi dày. Ừ, cùi dày còn vỏ móng. Vỏ móng nó mọng nước. Bác nằm trong nhà. Các bạn ơi, tôi với bạn đều là dân chơi. Nam chưa về? Nam còn lâu lắm ạ. Nam nghỉ rồi. Nam nghỉ làm mà không làm nữa rồi. Nam làm đó, cái kia thì làm nữa. Nam dỗi rồi. Thiêm đuổi Nam rồi. Thiêm bảo Nam không được việc. Con Thiêm bảo là Nam... Nam không được việc đuổi. Nam không sợ nó cũng đang quay bớm này. Con xem chú Thiêm làm một con cháy cái nước mắt.